À, xin chào mừng các bạn đến với một cái chiến dịch tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2, tạm dịch là chiến tranh tổng hợp tổng lực Mạc Phủ. Mình là Chojo Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với một cái chiến dịch mới. Đó là một cái chiến dịch của về cái mảng về một cái DLC mới. Cái chiến thời là kết thúc thời đại Samurai. Cái này thì các bạn có thể mua cái bản DLC này riêng, chơi độc lập với bản gốc. Hoặc là nếu như bạn đã có bản gốc rồi thì bạn có thể mua cái dạng DLC để chơi cái chiến dịch này. Đấy, nó là hai cái mảng họ gần có thể chơi khác biệt nhau cũng được. Để mình giới thiệu qua với các bạn một chút về cái thời kỳ này. Đây là thời kỳ Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật. Thời kỳ mà nước Nhật bắt đầu chuyển mình từ bế quan tỏa cảng chuyển sang thời kỳ hội nhập với thế giới. Thì cũng giống như ở bất kỳ một quốc gia nào khác, bất kỳ một cái sự thay đổi nào thì nó cũng sẽ dẫn đến sự phân hóa trong xã hội. Thì cũng có những người ủng hộ và những người phản đối. Các cái gia tộc ở phía Nam giống như là Satsuma này, Tosa này, Chosu này, Tetsu này, Saga này, thì nói chung ủng hộ cái phương ủng hộ cái việc là chúng ta sẽ mở rộng giao thương với phương Tây. Trong khi đó thì các cái gia tộc ở phương Bắc như là Obama này, Sendai, Zorai, Aizu, Nagaoka này, thì nói chung các cái phương tộc phương các cái gia tộc phương Bắc thì lại không muốn mở rộng quan hệ với các nước phương Tây. Các bạn biết, bạn phải biết là sau suốt một thời kỳ gần 200 năm liền, Mạc phủ Tokugawa đã cai trị Nhật Bản bằng một cái chế độ hà khắc, khi mà ông ta gần như rất hạn chế cái việc giao thương với các cái nước ngoài. Chủ yếu họ chỉ giao thương ở trên cái đảo Okinawa thì phải, với các nước ngoài, các cái phương Tây hoặc là Triều Tiên hoặc Trung Quốc thôi. Tuy nhiên sau khi mà nội chiến xảy ra giữa phe của Mạc Phủ và phe Nhật Hoàng thì giai đoạn đầu thì Mạc Phủ đã phải thay đổi quyết định và đã giao thương với Pháp. Tuy nhiên thì do sự thua kém về khoa học kỹ thuật, do quá cái thời gian tiếp thu các khoa học kỹ thuật kém nên là dẫn đến phe Mạc Phủ thất bại. Và trong cái cuộc chiến này thì người ta vẫn cứ nói là Nhật Hoàng là người đã trong suốt bằng nghìn năm đã chính thức được là thống trị Nhật Bản, nhưng mà thực ra nó chỉ là thay đổi trên mặt hình thức thôi. Lãnh đạo Nhật Bản bây giờ không vẫn là các cái gia tộc, nó chỉ thay các cái tên gọi thôi và bởi các cái gia tộc khác. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái trình, nói chung thì bạn chơi bất kỳ một cái phe nào, gia tộc nào thì cũng vậy thôi. Thế là gia tộc nào cũng vậy, mình cứ chơi nó mang tính chất giới thiệu các bạn về các cái phe phái thôi, các cái thời kỳ thôi, để các bạn có một cái sự gọi là tham khảo. Ví dụ nói chung là mình sẽ chơi cái chiến dịch dài, vâng, chiếm 26 tỉnh và ngoài ra đảm bảo ít nhất 50 tỉnh chấn giữ bởi lực lượng trung thành với Nhật Hoàng, bao gồm Usari và Isamaro là hai cái tỉnh này à. Hoàn thành của bạn lượt cuối vào năm 876. Ok rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với độ khó là rất khó. Thực ra thì chơi độ khó nào thì mình cũng chơi được thôi, nhưng mà để cho một cái sự chia sẻ với anh em và cũng là để thỉnh thoảng chúng ta có thể xem được phim. Nếu các bạn chơi độ khó huyền thoại thì nếu các bạn chơi một mình, các bạn muốn cảm thấy try hard, các bạn hãy chơi độ khó đó. Nhưng mà để mà vừa chơi vừa thưởng thức những cảnh đẹp trong game và vừa có thể ngắm cảnh hay gì thì hoàn toàn cũng không cần thiết, thì các bạn không thể chơi ở độ khó đó được, bởi vì độ khó huyền thoại các bạn sẽ bị hạn chế về camera. Thôi tạm như thế, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với gì đây? Satsuma. Satsuma thì nó là một cái gia tộc ở phía Nam, hậu duệ của Miyamoto. Tốt quá. Giảm 15% phí cai trị, cộng 5% tầm chỉ huy của tướng đối với bộ binh, trừ chi phí cho việc cựu binh nước ngoài. Cựu binh nước ngoài quyền thống trị bắt đầu với hai tỉnh. Ok, mình sẽ bắt đầu vào đó, và nói chung thì cứ phải vào thôi, vì cái phiên bản này nó có thể chơi độc lập nên nó có rất nhiều cái khác so với bản gốc. Nên là mình sẽ nói kỹ hơn với các bạn, bởi vì bản gốc thì các bạn cũng đã nắm được sơ sơ qua chiến dịch Chosokabe và Otomo của mình rồi. Hai chiến dịch với hai phong cách đánh chơi khác nhau, dành cho những người chơi ở cấp độ khác nhau. Nếu như chiến dịch Chosokabe các bạn có thể là dành cho những người mà mới chơi, các bạn cứ theo một con đường rất là đơn giản, đó là phát triển, xây dựng, để quân rồi đi đánh nhau.
Thì chiến dịch Otomo thì nó khó hơn một chút nữa là các bạn sẽ cái câu chuyện đang nói đây là nói về trong suốt thời kỳ 200 năm. Mạc phủ Tokugawa đã kiểm soát quyền lực ở Kyoto. Và thực ra cái câu chuyện này thì nó chỉ là câu chuyện được người ta vẽ lên thôi. Còn theo đánh giá của mình thì đây là thời kỳ mà các nước phương Tây bắt đầu đến với American năm 1853, người tàu chiến của Mỹ đã The Shogun abandoned his people and signed the Treaty of Peace and Amity. Đây là Nhật Hoàng. The gates to Japan were open. Trade was established. Cái việc làm ăn buôn bán với các cường quốc phương Tây thì nó dẫn đến việc là sự The economy faltered. And the people suffered. Cái nền kinh tế của người Nhật thì các nước phương Tây thì họ làm ăn, họ cướp hết cái nguồn thu của các cái quý tộc, các cái gia tộc của Mạc Phủ. Dẫn đến cái sự bất bình trong xã hội Nhật Bản. Cái sự công nghiệp hóa quá nhanh, và khi cái sự bất bình xảy ra thì sẽ phải có đấu tranh. Và cao điểm nhất của đấu tranh đó chính là tấn công vào các cái lợi ích của phương Tây tại Nhật Bản. Chúng ta vừa nghe thấy tiếng đao kiếm vào. Những người Nhật phản đối cái việc mở rộng giao thương với phương Tây, và tất nhiên chiến tranh sẽ được trả lời bằng chiến tranh, và sức mạnh của phương Tây đã được thể hiện bằng các chuyến hạm và Nhật Bản tấn công. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Và cũng giống như trong bất kỳ một cuộc chiến nào khác thì người dân vẫn luôn là những người phải chịu đau khổ nhất. Cái thời kỳ cai trị của Kasugan đã kéo quá dài và lòng trung thành với hoàng đế đã không còn. Đã đến lúc hoàng đế cần phải khôi phục lại quyền lực của mình. Tất nhiên với sự trợ giúp của phương Tây. Để làm được việc đó thì chúng ta cần phải học hỏi những cái công nghệ của phương Tây. Đó là cần phải hủy diệt Mạc Phủ để lấy lại danh dự cho Nhật Bản. Và nhất định rằng hoàng đế sẽ chiến thắng, đúng không ạ? Đây là cái bộ phim, cái đoạn đầu nó giới thiệu về phe phái của chúng ta, thì thôi mình nghĩ là cũng không cần phải xem nhiều đâu. Tiêu ban đầu của chúng ta, mình quên mất xem nhiệm vụ. Nói chung thì ban đầu thì chúng ta có hai vùng, có cái vùng này. Mình cũng giới thiệu với các bạn là ở cái phiên bản này thì nó có khá nhiều các lớp Agen, mà một trong những Agen rất là nguy hiểm đó là cái thằng này, đó là cựu chiến binh. Thằng này nó sẽ búp cho quân đội mạnh luôn. Ngoài ra thì chúng ta có một cái công trình nó gọi là đồn cảnh sát, các bạn nhìn đây. Đây là đồn cảnh sát. Chúng ta sẽ cần phải chiêu mộ cảnh sát. Tương tự như thế thì vùng bên này thì chúng ta cũng chưa có cái gì nhỉ. Vùng bên này thì các bạn cũng ở bất kỳ một vùng nào thì mình đề nghị các bạn ban đầu cứ xây cho mình cái đồn cảnh sát đi. Cái đồn cảnh sát này nó sẽ tăng trị an này. Đấy. Đấy, nó sẽ tăng trị an cho các vùng. Ngoài ra thời kỳ này chúng ta sẽ có thêm một cái lực lượng nữa, đó là hải quân. Hải quân thời kỳ này nó không đơn thuần chỉ là đánh nhau trên biển, mà các bạn có nhìn thấy cái quầng này không? Cái quầng này nó sẽ có tác dụng yểm trợ cho các đơn vị trên đất liền khi trong cái tầm này nó di chuyển vào cái tầm này, bộ binh trên đất liền. Rồi bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ cho quân lên đây đã, cho cái thằng này nó vào quân đoàn để cho nó búp cho quân đoàn.
Rồi ok. Cho luôn tướng này vào đây. Nói chung trị an các vùng của mình khá ổn. Chúng ta còn một xíu tiền thì mình có lẽ mình sẽ nâng cấp một cái công trình gì đó. Rồi. Đây. Chúng ta sẽ nâng cấp cái này để có thêm của cải từ nông nghiệp này. Nhưng mà nâng cái này nhiều thì sau này cũng không ổn đâu. Nói chung là đối với nhánh công nghệ thì các bạn nhìn này. Cái thời kỳ này nó cũng vẫn chia thành hai nhánh, đó là kỹ thuật quân sự và dân sự. Nhưng mà có một cái điểm các bạn cần chú ý, đó là cái thời kỳ này nó có cái thanh gọi là thanh công nghiệp hóa, mức độ công nghiệp hóa. Cái thanh mức độ công nghiệp hóa này nó sẽ thể hiện nó khi các bạn càng phát triển nhanh về mặt công nghiệp hóa qua càng nhanh thì cái mức độ hài lòng của dân chúng và bất bình của dân chúng càng tăng. Vì thế nên chúng ta không thể tăng nhanh tốc độ nghiên cứu khoa học giống như ở bản gốc, mà chúng ta phải tăng một cách từ từ để trị an. Mà muốn trị an thì cần phải có cảnh sát. Ban đầu thì không biết các bạn như thế nào, nhiều bạn thì bảo là nâng vào nhánh quân sự, nhánh kinh tế, nhưng với mình thì mình nghĩ là ban đầu mình sẽ nâng vào cái này. Nó sẽ tăng vào một hiện đại hóa và tăng 10 điểm quan hệ ngoại giao. Mình cần cái quan hệ ngoại giao trước đã. Bởi vì giai đoạn đầu này chúng ta không nên gây chiến nhiều. Ngoài cái kẻ thù ban đầu của chúng ta là cái thằng Viga gì đây. Có thể là như vậy. Ready for orders. Mình xem là có lẽ mình sẽ phải mua ít quân nữa. Ở đây mình có hai đơn vị quân rồi, nên là cái vùng này nó có một cái công trình, đó là lò rèn, nó sẽ tăng độ chính xác và áo giáp cho các đơn vị quân được tuyển ở đây, nó là rất là tuyệt. Ban đầu thì mình cứ tuyển cái lính nông dân này thôi. Một lượt chỉ tuyển được hai thằng à? Thôi được rồi, để qua lượt thì chúng ta, đây là gia tộc của chúng ta này, kinh tế của chúng ta này, có hai vùng thủ phủ là Satsuma này. Chúng ta nói chung là ban đầu tỉnh trung tâm đang nắm không có tỉnh nào. Tỉnh trung thành là 36/50, tỉnh phải chiếm 3/26 nữa, còn khá là nhiều đúng không? Gia tỉnh đình là thuộc hạ tướng lĩnh. Thay đổi phe hỗ trợ thì chúng ta không nên, bởi vì như thế chúng ta sẽ bị thua ngay lập tức. Thôi tạm thời như thế á, mình nghĩ là giai đoạn đầu thì cứ như này thôi, mỗi quân á. Cái thằng cảnh sát này thì các bạn có thể cho vào quân đoàn hoặc là cho vào... Ôi chết rồi, mình quên không giao thương với các phe khác hả? Quên mất các bạn là đây. Các bạn vào cái mục cái hình người cúi đầu này này. Các bạn sẽ đề nghị một số các cái thỏa thuận ngoại giao, thì các bạn kích vào bất kỳ một cái ô nào đấy, sau đó bạn ấn vào hình này. Để gửi đi một cái bức thư là chúng ta muốn giao thương. À đấy. Thì những phe nào nó đồng ý thì nó sẽ tốt hơn. Hiện tại mình chỉ giao thương được với thằng này. Thằng này trung lập. Chúng ta chỉ có một kẻ thù đây thôi. Và cho quân thằng này đã. Thằng cảnh sát này ban đầu rank nó khá thấp nên các bạn cứ cho nó vào trại hay vào thành để trị an, hoặc là cho vào quân đoàn cũng được. Tùy, nhưng mà ban đầu thì chúng ta chưa lên cho nó đi làm nhiệm vụ. Rank của nó thấp quá nên là làm nhiệm vụ không ổn đâu. Thì cho nó trong thành đã. Hoặc là nếu có điều kiện thì các bạn cho nó đi do thám cũng được. Cũng được, kệ. Để lượt sau đã. Bây giờ thì mình nghĩ là mình cần phải tăng số lượng lính cầm giáo lên. Hai đơn vị nữa. Rồi ok. Waiting for a new course. Đây. Đối với cái thời kỳ này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là nó có một cái tính năng rất đặc biệt đó đối với các hạng. Nhiệm vụ được giao là tính đến chiểm tỉnh này. Rồi ok. Rồi mình sẽ tách cái thuyền này thành hai đội. Đây các bạn có thể tấn công vào cảng như thế này. Đấy. Và đây, kích thẳng vào như này là sẽ cho phép các bạn tấn công vào thành. Bạn thấy chưa? Đây, đốt cháy cả thành luôn này. Đấy là một cái điểm của hải quân thời kỳ này. Rồi chúng ta sẽ cho thằng cảnh sát trưởng này nó đi do thám xem là quân địch nó đang đi vào đâu.
I shall rest. As you wish, my lord. Chúng ta sẽ phải đánh nhau với nó một trận, chắc chắn rồi. Nó sẽ đi xuống đó đây thôi, nhưng mà nó đang bổ sung thêm quân. Tốt. At your command. Marching now. Laying an ambush, my lord. Who's the emperor? Cái khả năng này nó hơi thấp nhỉ? 25% mình không chắc là có thể thành công không? Rồi, chúng ta đã kích động bạo loạn thành công. Mình không nghĩ là rank cấp 1 này mà có thể kích động được bạo loạn đâu. Bình thường để các bạn kích động được bạo loạn. Thằng này nó cộng vào bạo loạn này. Đây, các bạn sẽ nhân cho mình cái nhánh này đi. Cái nhánh này nó chuyên chuyên về kích động bạo loạn. Đây. Sau này còn này nữa này. Đấy. Thì mình sẽ học mắc vào cái nhánh này trước. Rồi. Nó sẽ phải vất vả để xử lý nổi loạn. Mình sẽ cho quân sang diệt nó từ từ. Chính sách của mình là chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn là đủ. Đây là một trong những chính đòi. Vùng này tiếp tục chúng ta sẽ tuyển thêm một cảnh sát trưởng nữa. Rồi, nó lại phải đánh nhau. Chúng ta không phải lo lắng nhiều lắm đâu. Bởi vì là Spring, mùa xuân. Thằng này thì có lẽ là rank hơi thấp thì có thể mình sẽ cho nó vào quân đoàn để cho nó tăng rank lên. Sau này chúng ta sẽ cần rất nhiều cảnh sát trưởng. Chúng ta cũng chưa cần nhiều thêm quân đâu. Bây giờ chúng ta sẽ mất 1.000 cơ. Ôi, kích động giỏi thế. Tướng cấp 1 gì mà vãi lúa thế. Chưa bao giờ mình dùng cái bọn cấp 1 này mà nó kích động được loạn này đâu các bạn ạ. Rồi, nó sẽ vừa phải lo chống đỡ quân mình, vừa phải lo chống bạo loạn để xem cho nó làm cái trò gì nhá. Nó làm thế nào nó đỡ được. Rồi, nó sẽ bị mấy thằng bạo loạn đánh trước, rồi đến lượt mình. Hay quá cơ. Thôi, không làm gì nữa, chui vào đây. Chúng ta đang dùng chiến hạm và phá nát thành của chúng nó rồi. Nó đang bị thương khá nặng. Thôi được, cứ để từ từ xem nào. Nó không chịu chui ra rồi, bây giờ mới là vấn đề đấy. Nó cứ đứng ở trong thành như này là chúng ta buộc phải vây thành của nó rồi. Nhưng mà cái thằng nổi loạn kia nó lại chưa chịu đánh nhau. Mình chưa bao giờ mình nghĩ là spy cái cảnh. Rồi ok, bọn này nó phá nát hết rồi. Tuyến đường thương mại bị chặn á. Ô vãi nhở. Bây giờ thành của nó bị đốt gần hết rồi. Trong tầm này là pháo hạm của chúng ta có thể yểm trợ cho bộ binh rồi. Trận này chúng ta không thể ăn được. Với tỷ lệ thương vong cao như thế này chúng ta không ăn được, đúng không? Nhưng mà chiến tranh thì các bạn nhìn này, cái thanh sức mạnh mà của chúng ta như thế này thì chúng ta không thể đánh được ai. Thế nên là mình sẽ chọn cái giải pháp là vây lại đã, để cho chúng nó đánh ra. Thì cứ để chúng nó đánh ra đã. Chắc chắn nó sẽ phải đánh ra và mình sẽ rút để cho thằng nổi loạn nó đánh ra, cho nó đi dẹp loạn đã. Rồi ok, nó chạy ra ngoài như thế này thì rất tuyệt rồi. Bây giờ thì cuộc chiến có vẻ sẽ cân bằng hơn rồi.
và tất nhiên chúng ta sẽ đánh. Bởi vì nó cũng không có nhiều sự lựa chọn nữa. Các bạn có rất nhiều bạn hỏi mình là tại sao anh không sử dụng nhiều các đơn vị lính súng. Các bạn biết đấy, giai đoạn đầu là mình đâu có tiền để mà chơi nhiều lính súng đâu. Mình chỉ có tiền để mua mấy anh nông dân thôi. Hiện tại thì mình chỉ có 2 đơn vị lính cầm súng. Rất là ít đúng không ạ? Mình không muốn nói là quá ít. Vì chúng ta chơi theo phe của Thiên Hoàng nên chúng ta sẽ không sử dụng các đơn vị Samurai như Katana, Samurai, các đơn vị Samurai. Các bạn có thể chơi, các bạn có thể xây nhà đó để chơi, nhưng mình thì có lẽ là mình sẽ chơi theo phong cách của Nhật phe Thiên Hoàng. Chúng ta sẽ sử dụng các cái khí tài của phương Tây và các đơn vị lính của theo phong cách phương Tây. Tất nhiên là sau này thôi, còn giai đoạn đầu này thì đừng có mơ khi chúng ta không có tiền. Dừng dú thế này thì thực sự nó cũng không phải là một cái giải pháp tốt lắm cho tác chiến. Có lẽ mình sẽ phải tiến quân lên một chút xíu, nhưng mà đây mình sẽ chọn cái cánh rừng này là nơi tác chiến. Chúng ta cũng có khá nhiều bộ binh đấy. Đây là 4 đội lính chúng ta mới tuyển đúng không? Rồi ok, mọi thứ có vẻ ổn rồi đấy. Bây giờ thì đánh thôi. Quân địch đang ở phía trước và chúng ta cần phải chiếm ngay được cái khu rừng này nếu không muốn rắc rối. Nó là phe tấn công, nó buộc phải tấn công trước và nó rất nhiều lính súng. Mình sẽ xem cho mình sẽ đánh. Khả năng chúng ta sẽ không kịp di chuyển đến ngọn núi này rồi. Chúng di chuyển quá nhanh. Có lẽ là được. Đối với lính súng thì các bạn dàn mỏng hết cỡ ra cho mình tối đa. Hai hàng lính súng cứ dàn ra hai hàng. Lính speed của chúng ta lùi lại chút xíu là nó đang chuẩn bị tấn công. Rồi bắt đầu chúng nó đang xông lên đấy. Vào luôn anh em ơi. Nó đi vào rừng thì nó bị giảm hiệu quả rồi, không sợ lắm đâu. Nhanh, áp sát chúng nó nhanh. Nói chung thì lính Sti nó sẽ chống lính súng rất tốt các bạn ạ. Đấy. Lấy súng thì khi bị áp sát này thì không sợ lắm nữa. Nói chung thì chúng ta sẽ phải cố gắng làm nào cập chân nó lại, nhưng mà để giải quyết được chiến trường thì bắt buộc.
Đó, infantry của chúng ta vẫn bắn rất tốt. Rồi. Sir, I fear your general is in mortal peril, sir. Thử mấy con ngựa này của nó đây. Tiêu diệt bọn này luôn. À, từ từ. Được đấy. Rồi, xong rồi. Tiếp tục tấn công vào bọn kiếm. Nhanh, bọn súng. Mấy con ngựa của nó không làm ăn được gì đâu. Tốt rồi, lính súng sẽ được mở đội hình. Tấn công nhanh, chúng nó đang bỏ chạy rồi, nhanh. Giải quyết nhanh chiến trường. Mở hướng bắn ra cho lính súng. Đó, chúng ta đâu cần nhiều lính súng đâu. Chủ yếu là lính speed là chúng ta sẽ dẹp được chiến trường thôi này. Các bạn thấy không? Một trận Heroic Victory. Không phải có lý do đơn giản đâu mà được các bạn có thể đánh được Heroic Victory đâu. Heroic Victory có đòi hỏi các bạn phải đánh làm sao mà với một chiến thắng mà thương vong nhỏ mà lại giành chiến thắng lớn thì mới có thể được Heroic Victory. Một sự khởi đầu có nói chung là khá tốt đúng không ạ? Và nói chung là như vậy là được. Chúng ta đã giành chiến thắng và một cái giải pháp khá là tuyệt vời. Nó quyết định tấn công mình ở lượt đó. Đó, nếu như mà mình tấn công thì tốt hơn nhỉ? Cự binh thăng hạng thì mình sẽ tăng cái nó sẽ được cái hỗ trợ gì đó. Chi phí làm hoạt động tăng kỹ năng nạp đạn cho binh sĩ này. Cái này là cái nhánh của sĩ quan thì ban đầu bạn cộng vào cho mình cái này, sau đó cộng vào đây để nó tăng cả tấn công cận chiến cho bộ binh nữa. Nó tăng vừa kỹ năng nạp đạn và kỹ năng cận chiến là hai cái kỹ năng quan trọng nhất đối với bất kỳ một người lính nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vây thành của nó. Chắc chắn nó sẽ cho quân tử ra để tấn công chúng ta, nhưng mà bây giờ thì chúng ta chưa thể đánh được. Vây thành đã. Đấy. Có thể là mình sẽ tuyển thêm mấy anh nông dân đấy. Thế thôi. Không cần nhiều. Mấy anh nổi loạn thì đi phá hoại khắp nơi rồi. Thôi kệ nó. Nó kiệt quệ lên kinh tế rồi. Còn chúng ta thì xem này. Kinh tế của chúng ta khá ổn. Chúng ta vẫn có một lượng tiền vừa phải. Và có lẽ mình sẽ nâng cấp cái công trình này lên. Nhưng mà bây giờ thì chưa cần. Hiện tại mình có thằng cảnh sát rank 2 à. Đó. Rồi. Lại một trận chiến nữa, lần này quân địch sẽ đưa quân ra ngoài và tham chiến chống lại chúng ta. Và nó có một vị tướng, trong khi tướng của chúng ta thì khá bị thương. Để lý thuyết thì trận này chúng ta dễ dàng thua lắm đấy, nhưng mà nó nhiều cái súng rồi. Nhưng không sao, ăn được. Mình nghĩ là mình sẽ đánh tay, bởi vì đánh auto thì chúng ta thắng đấy, nhưng mà có thể là sẽ tổn thất nặng. À, trận này thì khá là bằng phẳng thì mình nghĩ là mình sẽ cần phải sử dụng cái địa hình gò đồi. Chúng ta đứng ở trên gò đồi, chúng ta có một cái lợi thế rất lớn. Các bạn chơi cái bản Napoleon này hay là bản Empire này hay là bản Foe Samurai, nói chung là các bạn dùng súng ấy, thì các bạn biết rồi là các cái đơn vị dùng súng này thì đặc điểm chung của nó là nó bắn thẳng. Bắn thẳng ấy thì các bạn nên sử dụng các cái giải pháp là tấn công từ trên cao xuống như thế này này. Đây, đơn vị này thì nó bị thương quá nên là mình sẽ thu hẹp cái diện tích của nó lại. Còn những đơn vị này nó vẫn còn thì mình sẽ nới nó rộng ra một chút xíu. Cái chính là nó cũng không còn nhiều quân nên mình cứ nới đây. Không sợ đâu, nó không có kỵ binh đúng không ạ? Nó bị tiêu diệt hết kỵ binh rồi. Bộ binh thì của mình vẫn còn khá là bền. Các bạn có thể thấy là khá bền. Chúng ta sẽ cho nó lấp ở phía này. Và khi cần thiết thì chúng ta sẽ cho xông lên. Tương tự như vậy với
cánh bên này. Tướng của chúng ta thì tiếp tục đứng ở đằng sau. Khi cần thì chúng ta xông lên sau. Có lẽ cánh này đứng hơi xa, đứng ở đây thôi là có thể xông tới rồi. Bắt đầu trận chiến thôi. Nó quyết định đánh ra. Vậy thì nó sẽ phải tiến lên trước, đúng không ạ? Chúng ta cũng tăng tốc độ lên cho chúng nó chạy tới nơi đã. Rồi, cái đơn vận này thì mình sẽ cho nó di chuyển lên đây một chút xíu. Khi chúng ta triển khai quân ở cái tầm phía sau lưng này, quả đồ sơn đồ như này thì quân địch nó sẽ không phát hiện ra vị trí đóng quân của chúng ta. Cái việc đó rất có lợi. Tại sao có lợi? Thì bởi vì là khi chúng ta triển khai quân ở như thế này, chúng ta có thể phục kích và tấn công bất ngờ đối phương mà đối phương không phát hiện ra. Tương tự như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ cho đơn vị quân này nó lên đây. Nó sẽ ốp từ hai cánh vào. Một cuộc chiến mặt sắp tới. Mình nghĩ là bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu phải dàn quân rồi. Rồi. Chiến tranh bắt đầu. Rồi, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Và các đơn vị bộ binh của mình sẽ bắt đầu phải tấn công rồi. Bằng mọi giá tấn công ngay. Mặc dù chỉ là các đơn vị lính nông dân, nhưng các bạn phải hiểu rằng lính Spy, đặc điểm chung của lính Spy đó là khả năng chống được cả kỵ binh và chống cả... Nó chống kỵ binh rất là tốt. Đây, nữa chúng ta sẽ tăng tốc cái đơn vị này lên và tấn công vào bọn này cho anh. Ồ, nó cho mấy thằng Spy nó chạy lên. Lùi lại em ơi. Mình Spy của nó đang áp sát. Lùi lại. Tất cả xông lên. Chúng nó đã bị áp sát từ hai phía rồi. Ôi khổ ôi. Mình Spy mà không ăn được lính của nó à? Mình súng à? À, đơn vị này khá củi. Đơn vị này bị thương vong lớn. Đây rồi, ra hỗ trợ đi. Rồi, chúng nó đang bỏ chạy rồi. Chúng ta sẽ xông vào. Rồi, chúng nó đã bỏ chạy hết rồi. Bị quay từ hai phía, từ tất cả các phía là chúng nó sẽ bỏ chạy. Ok. Độ khó very hard thì cũng... Và tiếp tục một trận đánh nữa là Heroic Victory. Các bạn có thể thấy rằng là cái cách điều quân ấy thì nói chung chúng ta không cần quá nhiều các đơn vị súng đâu. Bởi vì là lính súng quá nhiều các bạn sẽ không thể tạo ra được cái lực. Chưa chắc các bạn đã tạo được cái hỏa lực lớn đâu. Rồi, có vẻ như tướng của chúng ta sẽ vừa lên cấp. Chúng ta đã chiếm được thành. Tất nhiên chúng ta sẽ chiếm thành chứ không lập chư hầu chư hoèo gì hết. Cái làm cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta đã hoàn thành, đúng không ạ? Nói chung là khá là ban đầu như vậy là được. Nhiệm vụ tiếp theo thì đây. Mấy anh đổi loạn à. Cái quân đổi loạn này đặc điểm chung của chúng nó là khá củi các bạn ạ. Nhưng mà để tiết kiệm quân thì trận này chúng ta thắng đấy. Nhưng mà mình sẽ đánh một trận thủ thành cho các bạn xem là khi chơi thủ thành chúng ta sẽ chơi như thế nào. Ok. Mấy anh đổi loạn này thành ra lại mất việc quá nhỉ. Chúng ta sử dụng cái chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ để gây bất ổn khu vực này, nhưng mà cuối cùng chính chúng ta lại bị dính cái đòn phản công khi chúng ta chiếm được cái thành này. Thôi được rồi, không sao cả. Trận này có lẽ mình cũng không cần dùng đến các đơn vị cái lính chính quy, mình đang dùng đến các đơn vị lính thủ thành, có lẽ là mình cũng ăn được. Ai già ơi. Hiện tại mình đang chỉ có một đội lính súng trường cơ bản và một lính súng trường nông dân. Hai đơn vị đó thì... Mình chưa rõ là quân địch nó sẽ tiến vào hướng nào, nhưng mà khả năng cao thì mình cứ rút hết quân về dàn quân đã. Nói chung thì đây là các cái đơn vị lính này chắc chắn là mình biết nó là lính gác thành rồi, bởi vì là nó không bị thương vong.
Còn lính của mình thì chắc chắn nó phải bị thương vong rồi. Đấy, mình sẽ cho nó gác thành ở đây đã em. Chưa biết là quân địch nó vào từ hướng nào, nhưng nói chung chắc là nó chỉ đi vào từ mấy hướng này thôi. Rồi, hai đơn vị này thì bị thương nặng quá. Hai cái đơn vị này là lính chính quy của mình. À, cũng có thể là các bạn dễ nhìn hơn không? Bởi vì là những cái đơn vị lính chính quy thì của mình nó có rank. Đấy. Còn lính gác thành thì đương nhiên nó không có rank đâu. Cái thằng Samurai là có lên chấm tròn rồi kìa. Tướng của mình cũng lên chấm tròn rồi này. Đúng chưa? Đối với chiến thuật này thì những đơn vị nào còn nhiều quân thì sẽ được đánh trận đấy. Nói chung là nó sẽ có hơi khó, các bạn xem sẽ thấy mình cái cách đánh của mình nó hơi khác khác so với những người khác thì đó cũng không có cái gì là ngạc nhiên lắm đâu, bởi vì là với nhiều người chơi thì họ sử dụng khá nhiều các đơn vị súng, ngược lại thì mình lại dùng hơi ít, điều đó cũng không có gì cả. Thôi rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến. À, quân địch nó tiến vào từ hướng này. Oh, what the hell? Tại sao đây còn một đơn vị quân đứng ngoài này? Chạy vào nhà đi em ơi. Địch nó sẽ tấn công từ hướng đấy thì chúng ta sẽ phải... Một tấn công từ hướng đấy à? Vậy thì chúng ta rút các cái đơn vị súng ở đây đi. Rồi ok. Ok. Vấn đề còn lại là chúng ta sẽ chờ quân địch nó tấn công. Và mình sẽ cho cái đội speed này nó xuống đây. Quân địch nó tấn công từ hướng này thì ở đây chúng ta có 4 đội speed à? Được, chúng ta vẫn cứ cần đội speed ở đây. Tất nhiên chúng ta sẽ phải trèo tường. Tại sao chúng ta không bổ sung, mình không triển khai quân ở đây thì cứ để cho chúng nó trèo tường vào đấy. Vì thành của chúng ta có 2 cấp nên là chúng ta không được gì phải cho triển khai quân ở ngay ở cái cấp thấp này cả. Để chúng nó trèo tường vào mà bị tấn công ngay thì chúng nó cũng đã mất sĩ khí rồi các bạn ạ. Và đây rồi, chúng ta sẽ cho cái lực lượng này. Chắc chắn nó sẽ trèo tường vào. Rồi ok. Chúng nó trèo tường vào, chúng ta sẽ cho lính súng bắn cấp tập vào đây. Rồi, lính súng đã bắt đầu bắn. Đối với cái bản này thì thủ thành mà có nhiều lính súng này thì chúng ta không phải sợ nhiều lắm đâu các bạn. Đây rồi, lính speed. Các bạn cứ yên tâm rằng là chúng nó bị trèo một lớp tường thành thì chúng nó đã mất khá nhiều quân rồi. Nếu như chúng nó có ý định trèo vào lớp tường thành thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu cho bộ binh của chúng ta ra. Còn giờ này thì chưa vội. Hiện tại chúng ta đã triển khai súng ở tất cả các vị trí có thể bắn được đến mục tiêu đây. Và khi chúng ta bắn ở cái phía sau của các cái bức tường như thế này thì cái thương vong nó sẽ rất là nhỏ. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy.
kỹ thuật bắn súng này thì nó là một phần thôi, nhưng mà cái vị trí tác chiến nó lại là một cái vấn đề khác. Rồi, Levi Steel đã bắt đầu tấn công. Mình không chắc bọn này có thể leo được tường, hoặc nếu có leo được thì chắc là cũng sẽ chết luôn. Tấn công. Mình đã cho tướng ra đây để sẵn sàng bút vũ khí cho toàn quân này. Rồi, lính speed của chúng ta sẽ... Nó đã trèo tường rồi. Nó không thể trèo được. Nó vừa trèo vào nó đã mất vũ khí rồi. Lại bị lính speed của chúng ta tấn công nữa thì nó sẽ mất tinh thần rất nhanh. Rồi ok, mọi việc đã xong. Nó chỉ thua, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Còn phía bên này thì có lẽ không thể, chúng nó không thể vào được. Mình đã triển khai lính súng ở đây rồi. Giải quyết chiến trường đã. Rồi, đội tướng của chúng ta ở trên thành này thì cần thiết sẽ yểm trợ. Rồi, lính city của chúng ta có sẵn ở đây rồi. Không sợ. Chúng ta đang bỏ chạy hoảng loạn. Tiếp tục búp sĩ khí cho quân đội đó. Các bạn thấy rồi đấy. Ở bên trên tường thì các đơn vị súng của chúng ta nó vẫn trèo vào. Nhưng mà trèo vào thì ngay lập tức đã bị các đơn vị speed của chúng ta tấn công. Còn các đơn vị speed này thì khiến chúng nó lấy súng mà không thể bắn thì vô dụng. Trong khi đó các đơn vị cầm súng của chúng ta ở trên này vẫn tiếp tục lã đạn ở đây. Chúng ta không phải vội vàng chiến tranh. Rồi ok. Chúng nó trèo vào đâu thì nó nhấp nháy đến đấy rồi. Đây, lính súng của chúng ta bắn từ tất cả các hướng. Các bạn có thể thấy rằng là cái việc phối hợp giữa các đơn vị quân nó là một cái điều rất quan trọng trong cái tác chiến thời hiện đại. Nó không giống như thời kỳ cổ, các bạn có thể một đơn vị có thể cân tim được, giống như là một mình đội hình pha lăng có thể phòng thủ. Đời kỳ hiện đại này các bạn sẽ phải phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ hơn nhiều thì các bạn mới có thể giành chiến thắng. Nhưng trong trường hợp này thì mình đang sử dụng lính speed, nó mang tính chất gần như là chỉ để cầm chân thôi. Còn hỏa lực chủ yếu sẽ là các đơn vị cầm súng. Và các bạn có thể thấy rằng súng xông vào và sẽ lại trở chạy ra thôi. Đến speed của nó thì tiếp tục ăn đòn, mình cũng không cần phải dùng đánh speed của nó. Cái súng của mình quá mạnh để có thể tấn công đến speed rồi. Và cái đặc điểm của bọn lính súng này nó không thể trèo tường đưa, nó không thể bắn cầu vồng như đi cung. Nên nó chỉ bắn thẳng, nên nó buộc phải trèo vào. Rồi ở đây đúng không? Chúng nó bắt đầu xông vào. Mình đã chuẩn bị sẵn lực lượng rồi. Không phải sợ lắm các bạn. Nói chung thì lính speed không phải sợ lính... Mặc dù nó là tướng đấy, nó xuống ngựa nhưng mà cũng không phải ngại đâu. Vì chúng ta là lính speed. Và lính speed thì không phải hoàn toàn không sợ. Trong khi chúng ta có cả lính súng ở đây để triển khai. Rồi ok. Mọi thứ đã ổn rồi. Quân địch đang bỏ chạy toán loạn. Và... chiến trường có thể nói là đã kết thúc. Chúng ta sẽ huy động một đơn vị súng sang đây để yểm trợ bắn cho cánh bên này. Ok. Rồi, không sợ đâu. Lính speed của chúng ta ở đây thủ hoàn toàn được. Mặc dù là lính nông dân, hoàn toàn mình sử dụng toàn bộ là lính nông dân hết. Các bạn có thể thấy bắt đầu các đơn vị quân của mình bắt đầu triển khai ra đây và nó bắn đằng sau lưng thì sát thương của là cực lớn đối với kẻ thù. Các bạn có thể thấy là lính súng nó bắn rất là nguy hiểm, thấy chưa? Mặc dù chỉ là các đội lính nông dân thôi. Samurai thì cũng không thể đỡ được đạn đâu các bạn. Đây, đây là tướng của đối phương. Cho dù là tướng thì cũng không thể đỡ được đạn. Mình đã điều tiếp vào đơn vị súng đây. Chỉ là Levi thôi. Lính Levi là lính nông dân các bạn. Và chúng nó bị bắn đạn như thế này thì chúng nó sẽ chạy sớm.
các nông dân của chúng ta, nông dân áo vải của chúng ta vẫn chiến đấu kiên cường với các samurai, các bạn nhìn này, thấy chưa? Đây các là các nông dân đấy, chỉ là các nông dân thôi, nó sẽ không chịu được nhiều ở lâu đâu các bạn ạ, bởi vì phía bên trên này đi súng nó bắn rất mạnh, và với cái kiểu đánh nhau như thế này thì chúng nó không chịu được đâu. Rồi rút chạy rồi, đó là điều hiển nhiên, một chiến thắng khá là tiếp tục. Một đơn vị nữa đang chuẩn bị trèo lên rồi, ok xong vào đấy. Chúng ta sẽ đứng ra đây để có thể cho lính súng nó có thể yểm trợ. Mình nghĩ là mình sẽ cho một vài đơn vị súng này của mình đứng ra đây để có khi cần nó có thể bắn được. Ok. Ồ, mình ở đây còn có một đơn vị súng nguyên đai này mà không dùng đến này, thấy chưa? Thôi là có, dù sao thì cũng chả cần. Chiến thắng rồi. Ô, một chiến thắng quyết định. Đây là quân nổi loạn thì khả năng cao chúng ta cũng không được những cái chiến thắng huy hoàng nhưng bạn có thể thấy rằng là tác chiến ở trong cái bản này nó có một cái nét gì đó giống với bản The Empire hoặc là Napoleon. Thì chúng ta tiếp tục thăng hạng, nhiệm vụ chúng ta thành công và what the hell, mấy cái nhiệm vụ thì mình thấy nó cũng chả quan trọng gì lắm đâu, nhưng mà tướng của chúng ta lên một rank nữa rồi, chúng ta sẽ cộng về khả năng giáp chiến toàn đơn vị, hay quá. Tinh thần cho hậu vệ, khả năng giáp chiến đi. Cái nhánh này nó sẽ tăng di chuyển trên map này, có lẽ là mình sẽ cần cái nhánh này hơn đấy. Rồi chúng ta rồi đám tàn quân này thì auto cũng được đúng không ạ? Tàn quân thì chúng ta đâu cần phải dùng đến đánh trận làm gì. Ồ, đánh auto này rất là tào lao các bạn, mất vào đơn vị quân rồi. Có lẽ là mình sẽ đi đánh auto nữa. Mình thấy nó auto nó cái kiểu làm sao. Và mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là một cái thành ở bên này. Và chúng ta cần phải tích tiền để chuẩn bị cho một cuộc chiến như vậy. Nhưng mà vấn đề là bây giờ mình sẽ phải diễn biến hòa bình cái vùng này. Liệu có đủ không mình chưa biết. Bây giờ cái vùng này chúng ta sẽ... Ở đây nó có nhà lính. Mình thì mình sẽ xây dựng cái vùng này trước, hai cái vùng này trước. Chúng ta đã, lực lượng hải quân của chúng ta ở đây đã hoàn thành nhiệm vụ. Và bây giờ thì nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ đến do thám cái này. Rồi ok, để xem tình hình ở đây nào đã. Hiện tại về mặt lý thuyết thì Tosa rất thân này. Ô, it is good to see a friendly face. My friend, I'm... Mình xem là cái công nghệ mình đã nghiên cứu xong chưa. Rồi ok, chúng ta đã cộng 10 điểm ngoại giao. Bây giờ chúng ta sẽ học vào cái này à. Cũng được, nó sẽ tăng giảm chi phí xây dựng các khu định cư và tăng trị an. Mình chưa lâng vội vào cái nhánh quân sự. Mình đang cần cái nhánh này trước và mình cần cái này nữa. Ở đâu à? Phải tăng cái gì để nó tăng thêm vào à? Hiện đại hóa cho gia tộc thì mình sẽ tăng tiếp vào 10 điểm ngoại giao à. Cái tăng điểm ngoại giao sẽ giúp chúng ta có được nhiều hơn các cái thỏa thuận. Greetings. Rồi ok, chúng ta vừa được ký kết tiếp một cái thỏa thuận nữa. Speak.
Chúng ta đã giao thương. Thằng này đang chiến tranh. Kệ nó chứ. Mình sẽ không auto nữa, thề luôn. Auto để kiểu này mất nhiều quân quá, mà hồi quân thì rất lâu các bạn ạ. Mai mình mua sẵn mấy anh quân này rồi, bổ sung vào đây. Làm chết hết mấy anh nông dân của mình. Từ từ đã. Bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao để đồng minh với cái thằng Tosa. Tosa nó là một trong những phe mà trong lịch sử đã cùng với Satsuma tấn công Mạc Phủ và đã giành chiến thắng. Một vấn đề Hiroshima. Gia tộc tham gia phe đế quốc. Thế này thì hồi đến mùa mít mới đầy được quân à. Cộng 400 của cải tạo ra từ vùng này nó có chè à. Từ đó. My lord. As you command. Mất 500 để xem có thành công. Đừng chết nhá. Thất bại cũng được nhưng mà đừng chết. Chết nguy hiểm lắm. Cái thằng này nó đang chiến tranh với ai nhỉ? Nó chiến tranh với cả cái khu này rồi. Mình nghĩ là mình sẽ khử nó. Chờ lốt cái thằng này nó lên rank nữa. Thằng này nữa. Nó chắc chắn nó sẽ khử quân leader đánh khu vực bên này rồi. Bằng một cách nào đó chúng ta sẽ phải cố gắng đồng minh với vài cái thằng khu này. Ôi, 44% vẫn thất bại. Ta thua mày rồi. Cấp sau chúng ta mới lên được đây à? Khỉ thật đấy, bây giờ hồi đến bao giờ mới đầy được quân? Ủa đấy, auto nó vẩn lắm các bạn ạ. Nó rào quân của mình lúc nãy còn đầy máu như thế mà bây giờ này đến bao giờ mới hồi được? Nó không auto nữa. Ta phải tích ít tiền để chuẩn bị chiến tranh. Mình sẽ cố gắng làm sao đấy chơi được với thằng Tosa đã. Kỹ thuật đã được nghiên cứu. Đây rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ám sát thì nghe chừng là chúng ta cũng không dùng thằng này để ám sát. Chúng ta sẽ dùng nó để diễn biến hòa bình nhiều hơn. Nếu cần ám sát thì chúng ta có thể sử dụng ninja, nhưng mà hiện tại mình chưa xây cái nhà này tuyển ninja. 47%. Ô vãi. Cấp 1 thì toàn thành công, bây giờ lên cấp 3 toàn xịt. Chịu rồi. Thôi nhá, bây giờ chúng ta sẽ tăng một hạnh phúc, tăng chấn áp. Cũng chưa cần thiết lắm. Bây giờ vùng này chúng ta sẽ xây tiếp một cái nhà ninja lên nữa nhỉ. Tăng công trình nó lên rồi chúng ta xây nhà ninja đã. Các bạn có thể tuyển ninja này và Kesa tùy thích. Nhưng mà giai đoạn đầu thì chúng ta có 4 lớp hero. Kesa này, đó là kỹ nữ này, cảnh sát này, ninja này và cái thằng này là cựu chiến binh. Đây này, cái này thì sau này chúng ta phải làm việc với phương Tây chúng ta mới có, còn giai đoạn đầu thì chúng ta chưa có đâu. Bây giờ thì chúng ta đang hết tiền và mình nghĩ em từ từ đã, mọi thứ cứ phải từ từ.
cái gì cái chúng ta cứ phải xây cái đồn cảnh sát chúng ta mới trị an được cái đất đai của mình. Đánh nhau là không thể vội vàng. Chỉnh xịt đấy nhá. Ôi. What would you have me do? For the emperor. Ôi. Vãi nhỉ. My lord, I must rest. Thế là thế quái nào nhỉ? Cái vùng này thì các bạn có thể kích vào thành như này để xem cái mức độ trị an ở vùng này hiện tại nó là 14. Rút ra nó bằng 0 có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể rút quân đi được rồi. Nhưng mà hiện tại thì mình đang chờ quân của mình nó cũng hồi vào đây rồi, mình sẽ di chuyển quân được rồi. Hiện tại trong thành chúng ta phải cho thằng này vào đã. Cái thằng này nó chỉ hỗ trợ cho quân đoàn thôi, nhưng nó không hỗ trợ cho vùng đâu. Cảnh sát trưởng nếu mà cho vào thành thì nó cũng sẽ hỗ trợ trị an. Ai ơi. Để mình xem đã, mình sẽ xử lý thằng kia như thế nào. Nó đang chiếm được cái vùng khá là rộng. Có thể mình sẽ thông qua Tosa để Obama và Tosu. Tosa này. It is. Come. Không được này. Bây giờ là mình cần phải đánh nhau với thằng này. Thằng này nó đang chiến tranh với Come. Let us take tea. Ready for orders. Very well. You have further orders. For the emperor. Rồi ok. Chúng ta sẽ tiếp tục. 60% mà còn xịt nữa thì anh đập chết chúng mày. Ok, chúng ta sẽ gây bạo loạn hết cái vùng này đã. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục tăng vào cái điểm ngoại giao để làm ngoại giao toàn đầu đó. Có rất nhiều người có rất nhiều phong cách chơi khác nhau, nhưng mà phong cách chơi của mình đó là mình sẽ tăng vào điểm ngoại giao chứ không phải là tăng nhiều vào đây. Cái nhánh công nghệ thì mình sẽ là giảm chi phí của cải. Bây giờ mình đang rất cần cái nhánh này giảm chi phí cai trị cộng 10% của cải từ nông nghiệp trên khắp các tỉnh. Cộng xong cái này mình sẽ nghiên cứu cái này để nó nâng nhà lính lên, đồng thời nó sẽ cho cái thằng này. Thì bây giờ việc của mày là sẽ lên đây. Nếu mình không nhầm là trên này còn tiếp một vùng của nó nữa. Cứ từ từ và chúng ta sẽ cho quân đoàn này xử lý cái thành thôi. Thật là easy khi chúng ta không cần phải tuyên chiến mà vẫn có thể chiếm được thành. Vây nó lại đã. 3 lượt nữa nó khắc chui ra. À, auto cũng thắng mà nhỉ. Cái này thắng tốt thì auto. Vì chúng ta cũng chưa phải vội đánh nhau. Hoặc là chúng ta đợi 3 lượt thì cũng được. Mất cũng 600 quân kìa. Không sao. Thứ lại lên cấp rồi. Hòa bình chiếm đóng thôi. Các bạn có thể thấy rằng là cái chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ nó thực sự là rất nguy hiểm đúng không? Chúng ta sẽ phá cái nhà lính đi và xây cái đồn cảnh sát. Thế mất tiền rồi, chúng ta không sửa được rồi. Mình muốn biết xem là vừa mới mở rộng thêm được nhìn thấy một phe nào đó. Phe này nó rất ghét cái thằng này. Vậy thì chúng ta sẽ Come. Let us take tea. Mình đang rất cần đây. Be welcome my friend. Chúng ta đang cộng 100 mấy điểm ngoại giao cơ mà.
Đối với cái chiến dịch này chúng ta phải bằng cách nào đó thân thiện hết mức với các cái phe phái mà trong lịch sử đã thống nhất Nhật Bản. Và đây chúng ta sẽ cần tiền ở lượt tiếp theo. Bây giờ chúng ta có hơn 1.000 lượt. À rồi, từ từ, chúng ta chưa có quân đâu để mà kích động bạo loạn. Cái chính sách dùng kích động bạo loạn này nó có một cái hay là chúng ta có thể chiếm đất của đồng minh mà không sợ bị đây rồi, đấy là đất của đồng minh rồi, mình không lên. Về lý thuyết thì chúng ta cũng có thể chiến được nếu cần, nhưng mà mình nghĩ là mình không. Mình sẽ cho quân đi Do Thám đã. À rồi, ok. Vâng, để an toàn thì chúng ta cứ xây một cái đồn cảnh sát đây ạ. Và sửa lốt lại cái vùng này, cái vùng này chưa sửa được hết tiền thôi. Có thể trị an cái vùng này đã, cho nó đứng gác một chút xíu, cộng 12 thì chắc chưa giúp được. Cộng 14 chúng ta có thể giúp. Vùng này bây giờ trị an là bao nhiêu? Cộng 1, ok. Các bạn thấy là khi chúng ta cộng vào điểm ngoại giao ban đầu, chúng ta có một cái lợi rất là tốt là chúng ta dễ đạt. Mình rất cần đồng minh đường khói đấy. Đây cũng là một trong những liên minh rất là hùng mạnh, chúng ta cần kiểm soát một cái đảng này. Sau khi đồng minh xong thì nó chúng ta sẽ bị lôi vào các cuộc chiến, nhưng lúc đó thì đồng minh rồi thì nó có cái lợi thế hơn. Kỹ thuật đã được nghiên cứu rồi, đã đến mùa thu. Bây giờ này nghiên cứu vào đây à? Quế thì mình không cần, mình đang cần cái này. Để nó tăng tiếp một cái điểm này nữa thì mình sẽ cộng tiếp vào quan hệ ngoại giao và chúng ta sẽ nâng được thương cảng lên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho thằng này nó diễn biến hòa bình nào. Rồi, ok. Không biết chỗ này còn thành của ai nữa nhỉ? Mày anh ninja này của mình đi làm loạn tốt thế đấy. Sửa đó. Cái mùng này nó sẽ giảm chi phí các đội quân có vũ khí mới trong tỉnh này à? Tăng đồng, tăng trưởng mỗi lượt từ giao thương, còn mỏ quặng. Được, chúng ta sẽ có thêm tí tiền. Hiện tại chúng ta đã có được 4 tỉnh rồi và cũng không cần phải chiến tranh quá nhiều. Đúng không ạ? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là rồi, ok. Mình đang rất cần cái thằng Tô Sa này đấy. Nó chưa chiến tranh với ai nên mình chưa thể đề nghị được. Bây giờ mình sẽ xem cái thành này đã. Cộng 13 có nghĩa là rút đi 1 chúng ta sẽ bị âm. Thật là đau đầu. Và năng thằng này nó sẽ chiếm mất cái vùng này. Để mình xem là mình sẽ lên làm gì vào cái lúc này đó. Chứ để giao thương được. Cả những cái thằng mà mình có thể giao thương thì mình đã giao thương rồi. Mình đồng minh với một trong những đồng minh của nó. Rồi. Ishi tăng hạng. What is your bidding? All honor to the emperor. May the strength of the emperor be with you. Chúng ta cần phải cho mấy thằng này nó lên thêm một cấp nữa. Tướng của mình lên cấp nữa rồi này. Tăng 25% vào di chuyển này. Rất là tuyệt. Bây giờ mới là một cái vấn đề đau đầu này. Xung quanh của chúng ta bây giờ toàn là những thằng rất là thân thiện. Thế thì chúng ta phải làm thế nào bây giờ?
Well? My friend. Nhưng mình cần nhất là thằng Tosa này. Nó đang chiến tranh với thằng nào ở chỗ này này? Aki. Danh tiếng của chúng ta thì đang ở cái mức vừa phải thôi, mình không sợ lắm. Chúng ta có một cái thằng chư hầu, nhưng mà thằng chư hầu này thì nó cũng chẳng có quân nhỉ. Nền kinh tế của chúng ta là khá đấy. Mình không chắc là mình có muốn chiếm thêm đất không, nhưng mà muốn chiếm trên đất thì chúng ta phải phá hoại đồng minh à? Liệu có chắc là mình muốn điều này không? Chiếm đất của đồng minh bằng cái chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ thì thực sự là quá là tồi tệ. Liên minh thất bại. William Smith 1+2 phút trên khắp tỉnh, 10% bổ sung trong 12 lượt, trừ mất 1.000. Kệ, tiền thì có thể kiếm được mấy cái đó thì lâu lắm. Chúng ta cứ có tiền bây giờ mình sẽ đây tiếp tục xây đồn cảnh sát đã. Có lẽ chúng ta sẽ phải làm người xấu. Chiến tranh thì thực sự khó có thể nói là tướng lại lên cấp này. Mình sẽ học nhiều vào cái nhánh bên này thì tăng tầm di chuyển bổ sung quân với chỉ huy của người này. Trung thành thì mắc luôn. Lo lắng thắng trận liên tục như thế này nó chẳng mắc. Toàn heroic victory nữa chứ. Mình còn có thể chiêu mộ thêm một thằng cảnh sát trưởng nữa mà. Chúng ta sẽ có một cái lực lượng cảnh sát đông đảo kinh khủng luôn đấy. Hết rồi. Hiện tại chúng ta đang có cũng khá nhiều cảnh sát rồi. Bây giờ mình sẽ xem nào. Hiện tại thì phía này không cần cảnh sát nữa rồi. Ở đây chúng ta thêm một thằng vào nữa. Có thể mình sẽ phải chiếm hết cái quần đảo này theo một cách không được đẹp đẽ lắm. Đó là đánh vào đồng minh. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải làm thôi. Cựu chiến binh thăng hạng. Đây à, chúng ta sẽ cộng vào này, nó sẽ tăng quyết tâm khi đối đầu với các trận đánh tay đôi và cộng tấn công cận chiến cho toàn đơn vị. Thanh niên này vào đây. Tha hồ. Đồng minh thì chúng ta cũng phải gây rối. 86% cơ hội. Bộ thang rất tuyệt vời đấy. Cái chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ này nó là một trong những chính sách nhất quán của mình. Các bạn sẽ thấy là đây, tiếp tục chúng ta sẽ kích động bạo loạn. Ồ, đến đây nó có được cộng 2 điểm cơ à. Cái này thì nó chỉ hỗ trợ khi phòng ấy thôi, nhưng mình nghĩ đây quyết tâm khi ám sát và thoát khỏi cuộc hạ đối phương được. Mình sẽ học mắc vào cái nhánh bên này. Thằng này bây giờ nó hổ báo lắm này. Nhưng mà bây giờ mình muốn mắc thì mình phải học vào đây. Muốn học vào đây thì lên đây à, lại học cộng 1 khi kích động bạo loạn. Học ở đây. Ghê nhỉ. Muốn lên đây là sẽ mắc luôn này.
Thằng này chuyên về ám sát và kích động bạo loạn. Cảnh sát gì mà sao đi ám sát là làm sao nhỉ? Nó vẩn hết. Rồi, quân của chúng ta khá ổn. Gathering supplies. Ai chà, có một thằng đang vây cảng của thằng gì đây? Tuyệt vời. Và chúng ta sẽ đóng vai của cái người hùng, đó là giải cứu cái vùng này. Tất nhiên là lượt này thì chưa đạt đúng không? Mình sẽ tiếp tục. Ai già ơi, mất 1000 cơ. Tiếp tục có một cuộc báo động ở đây nữa. Và chúng ta sẽ kiểm soát toàn bộ cái vùng miền Nam nước Ý, miền Nam của nước Nhật nữa. Có thể bằng cái chính sách này thôi. Nhưng mà sẽ rất nhiều người không hài lòng với cái lòng danh dự và sĩ diện của người Nhật mà chơi theo phong cách này, thì có thể với nhiều người là không hay và không đẹp. Nhưng mà chiến tranh không dành cho những kẻ háo danh. Chúng ta phải làm đủ mọi cách để giành chiến thắng. Và như vậy mới được gọi là chiến tranh. Rồi, ok. Chúng ta có cần thêm một tướng nữa không? Thì tạm thời có nghĩa là mình không. Bởi vì mình có cũng khá tướng rồi. What are your orders, sir? Form ranks. Ok. Đúng mùa đông. Tất nhiên chúng ta sẽ vây và không đánh. Bởi vì cho chúng nó triển khai quân ra đã. Chúng ta chỉ có 2 đơn vị súng thôi. Mà nó lính súng nó đông như thế mà chúng ta không thành thì chúng ta gặp hạn lớn đấy. Well, I wish I could. Making my way. I will pause and rest. Có lẽ đã đến lúc chúng ta bắt đầu phải nâng cấp dần nhà cửa rồi. Và vùng này nếu đủ tiền thì sẽ bắt đầu nâng cấp. Tiền mỗi lượt chúng ta kiếm được cũng khá. Một lượt nữa thì mình sẽ nâng tiếp vào đây để nó tăng điểm ngoại giao. Mình sẽ mình rất cần phải đồng minh được với thằng này. Nó vẫn không chịu. Nó đối địch với thằng nào nhỉ? Come, be seated. I will order tea and we will have agreement before. Không chịu à? Vãi nhỉ. 1700 một lượt. Chúng ta cũng kiếm được khá nhiều tiền đấy. Cái gì đây? Chiến tranh ở khu vực này à? Đùa thề chứ mình không đánh auto nữa đâu. Đánh auto chúng ta gặp quá nhiều vấn đề rồi. Mất bao nhiêu thời gian để hồi quân. Rồi. Mình vẫn đang sử dụng cái đội lính nông dân thế này à? Toàn lính nông dân. Nông dân mà đánh toàn heroic victory đi đùa đâu. Sir, with the fam. On
Đến đây đi. Đây có một cái sườn đồi rất là đẹp. À, với rất nhiều anh em nói rằng là mình là một cái người nếu mà đánh thì đánh theo trận hình thì mình khá là luột, nhưng mà đánh những trận đánh nó đòi hỏi tính cơ động thì mình khá là vụng về. Điều đó thì là cũng đúng thôi. Thực ra thì cái tay của mình bây giờ nó không nhanh được như các bạn nữa rồi. Với một cái người mà có tí tuổi rồi, nói chung là già thì chưa già đâu lắm đâu, nhưng mà nó không còn trẻ nữa, nên là cái tay nó không được luột như các bạn nữa. Mà cái khả năng tác chiến của mình thì tư duy chiến thuật thì vẫn tốt ấy, nhưng mà cái đôi tay nó không cho phép mình triển khai được nhiều cái theo ý của mình nữa. Đây là đôi khi là tác chiến nó không hoàn hảo. Cô đánh bình thường thôi, không kiểu khó chơi. Đẩy chạy bình thường thôi. Chờ chúng nó lên đã. Đừng cho lính súng của mình chết quá sớm. Hãy để nó vào tầm bắn của lính súng của mình đã. Tiếp tục di chuyển. Đứng đây nó có một cái sườn đồi, nó sẽ bị khuất tầm nhìn. Đúng rồi. Ra đây đó. Ở đây nó có một cái... hõm nó xuống như này nó bị khuất tầm nhìn. Để nó vào tầm bắn của lính súng mình ấy. Bắn chưa. Rồi ok. Đội kỵ binh đâu rồi? Xử lý ngay mấy thằng này trước. Đội này thì không cần vội. Xong cái này. Cái bên này nữa. Tiến vào đây cho anh. Yên tâm đi. Rồi ok. Tiếp tục. Tấn công vào đây. Kẻ nó cứ bắn đi. Quân của mình chưa chết rồi đâu. Nó dàn súng ra không kịp đâu. Tiếp tấp là như vậy. Chúng nó xong rồi. Your general is under attack. Rồi ok. Tấn công đây cho anh. Can. Để xem nào. Chạy hết chưa con? Thế à? Chỉ thế à? Hả? À, 3 trận liên tiếp. Chỉ có một cái trận là chúng ta thủ làng thì trận đấy nó quá easy rồi, mình cố đánh cho các bạn thôi. Còn các trận đánh các bạn thấy không? Heroic Victory. Chúng ta chỉ mất có 200 quân thôi. Và giành một cái chiến thắng. Nếu mà chúng ta đánh auto thì đó là một cái vấn đề khá lớn. Chuyện ta kỹ thuật đã được nghiên cứu. Như đây, chúng ta sẽ tăng tốc độ nghiên cứu vào quân sự hay là dân sự. Mình sẽ đang nghiên cứu vào nhánh dân sự trước đã. Đây rồi. Tô Sa ơi, đồng minh. Chưa chịu rồi. Chưa được thì có lẽ là mình sẽ nghiên cứu vào đây. Tiếp tục tăng 10 điểm ngoại giao đã lên cho mình. Mình đang cần cái đó. Ừ, ok. Các bạn có thể thấy là khi chúng ta tăng được cái mức độ phát
công nghiệp hiện đại hóa lên thì chúng ta sẽ unlock được tiếp các công nghệ chúng ta có thể nâng cấp. Đấy, nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thêm tiền. Chúng ta mất quân thôi. Tiếp tục vây. Hai đợt nữa nó chết đói. Ok, nó thích cho nó đánh ra chứ không mình đánh auto mất nhiều quân lắm. Rồi, sửa chữa xong nhà cửa. Nâng cái ruộng này lên ạ. Có thêm tiền. What do you wish of at once? Your next command. 94% cả. Thành công rất cao. Một tiếp một cuộc bạo loạn ra đây. Từ từ nhá. Khỉ thật cái đơn vị lính thú. Đáng nhẽ mình lên tàn sát chứ nhỉ? Để nó còn sống sót thành ra mất thời gian quá. Thử đánh trận này xem auto nó có. Rồi ok. À nó quyết định đánh ra. Mày ngu lắm con ạ. Thanh chiến đấu cao này thì mình sẽ auto. À mình có quân tiếp viện là cái thằng đồng minh ở bên cạnh này. Thảo nào chúng ta. Ủa đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái tàn quân vớ vẩn nó mất 400 quân của mình trong khi còn có cả quân tiếp viện. Hòa bình chiếm đó. Danh tiếng của chúng ta lại lên một bậc nữa. Chúng ta lại có thêm 2000 trong ngân khố. Chiếm được một cái thành mà không bị đồng minh nó ghét. Đương nhiên chúng ta lại xây tiếp cái đồn cảnh sát đây đã. Cho mấy ông cảnh sát thì sao đây? What would you have me do? I will pause and rest. Nâng mấy cái rượu lên trước đã. Đây à. Mình đã rất cần cái thằng này. What would you have me do? As you command. Thế này nó có quân nổi loạn sẵn rồi. I await new orders. Như vậy là chúng ta đã giám sát được khá nhiều đất rồi. Không có quá khó khăn chúng ta chiếm đất. Ấy, ở đây có một cái mỏ sắt này. Sắt là rất quan trọng đấy. Nếu chúng ta muốn nâng lò rèn là chúng ta phải có sắt. Lại có cuộc chiến tranh gì ở phía trên kia. Đây là một cuộc chiến không tuyên bố các bạn ạ. Các bạn có hiểu ý nghĩa của từ này không? Cái cuộc chiến mà mình đang thực hiện nó là một cuộc chiến không tuyên bố. Tạm hiểu là một cuộc chiến mà mình đánh kẻ thù mà không cần phải tuyên bố. Rồi, ok. Sắp có một cuộc bạo loạn tiếp theo ở đó. Mấy thằng này vào đây, chị An cho anh. Nó vừa có thể kích động bạo loạn nhưng nó cũng có thể làm chị An nữa. Rồi ok, vùng này xem nào. Cộng 16 có nghĩa là hoàn toàn có thể rút quân đi rồi. À, một anh cảnh sát nữa. Chúng ta sẽ cần rất nhiều cảnh sát đấy. Các bạn thì có thể chọn một trong hai nhánh để phát triển là sử dụng các agent là ninja và em gì nhỉ, em Kaisa, hoặc là bạn sẽ theo cái nhánh hai cái agent này. Tùy nhá, các bạn theo hai nhánh nào cũng được, mình hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà mình thì mình đang chơi theo phe Thiên Hoàng. Đây là mình thằng này không được, cứ từ từ giải quyết từng tí một, vội gì đâu. Cái đội quân này của mình cũng gớm đấy chứ đùa đâu, quánh tới môi tới số nhiều. Mặc dù là toàn là lính nông dân, mình chưa hoàn toàn chưa có pháo, tất nhiên là mình sẽ bắt đầu. Hả?
Josu. Thằng này chiến tranh với thằng khỉ thật. Chiến tranh vào lúc này là không hợp lý. Tại sao bọn này nó lại mình cần thăng điểm ngoại giao lên. Tăng trưởng từ trade. Đi giải quyết cái thành phía trên này trước đã. Đây. Thành của mấy thằng nổi loạn thì đơn giản. What do you wish? May the strength of the emperor be with you. Thằng này thì để đi vào quân đoàn. Thanh niên này thì đứng vào đây cho anh. Hai thằng này đánh nhau thì có lẽ mình sẽ đồng minh với thằng mình, kế hoạch của mình vẫn là đồng minh với thằng Tosa này, chứ mình không muốn đồng minh với bọn trên đất liền, bởi vì thằng Tosa này khá mạnh về hải quân. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp thành của chúng ta lên một cấp nữa để chúng ta sẽ xây nhà pháo binh. Mặc dù là mình sau đó mình sẽ phải nâng cấp vào đây để có thêm pháo Armstrong Gun. Lúc đó chúng ta sẽ công thành nhàn hơn rất nhiều, nhưng mà trước tiên thì chúng ta cứ tăng ở đây đã. Chúng ta đang cộng 25% trong thời gian bao nhiêu lượt thì mình chưa biết. Hạnh phúc cho gia tộc. Trừ chi phí cho. Đấy, cái này cũng quan trọng này. Chúng ta đang chơi chơi cảnh sát. Nâng cấp bến cảng chưa cần. Phải kiểm soát hết phương Nam rồi đi. Lại thăng hạng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu kỹ thuật quân sự. Kỹ thuật gì đây? Chắc là không kịp rồi, từ từ đã. Thôi, rút. Có cần phải bổ sung thêm quân không nhỉ? Mình nghĩ là chưa cần vội đâu. Mình nhớ là mình nâng cấp cái vùng này rồi mà nhỉ? À vùng này à? Nhầm. Thế thì nhầm. Vùng này không cần. Phải nâng cấp vùng này thôi. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.